Hello, chào cô chú anh chị bạn nha. Hôm nay mình sẽ cá này nãy mình mới mua là cái đối ở kho nè. Cái đối còn khá là tươi luôn nha. Nè sẽ kho. Đây là mướp nè. Anh này nãy mình mua luôn. Mướp này mình mới hái nè, đó. Nó còn mú luôn mọi người đó. Thấy không? Mới hái ở ngoài phía trước đó. Đây một trái nhỏ nữa, trái này cái dây nó bị chết đó, hái luôn để bỏ luôn. Rồi mình nấu canh mướp với kho cá. Trái mướp nè mới cào vỏ xong rồi, giờ mình rửa sạch mình gọt ra nè. Ngoài sao có con kè nó kêu hoài luôn. Đây là đủ nồi canh này. Chiếc mớp này khá ngon luôn. Này chỉ cạo cái vỏ thôi. Cái này bự mà không cạo. Mình gọt luôn. Đó, giờ nước nó đang sôi, giờ mình cắt vô luôn. Cắt tiếp luôn. Nè, cắt vào trực tiếp luôn khỏi ấy, cho mắc câu nha cô chú anh chị các bạn. Dập sắt luôn. Cái mớp thì mình thường cắt hay theo cái kiểu này, còn mọi người có nhiều người sẽ cắt theo cái kiểu khác, mình cắt cái kiểu khác. Cạnh giờ nó đang sôi nha, giờ mình vớt cái bọt phía trên đây nè. Vớt bọt.
canh nó đã sôi rồi nè mọi người. Đầu còn nêm nếm nha. Ngọt nè. Muối. Canh nó đã chín rồi nha, anh thêm vừa ăn rồi đó. Giờ bắt đầu mình cho hành vô. Kéo cắt luôn. Dao cộng quá. Kẹ nó kêu nữa. Nhà tới hai con tắc kè luôn. Còn hơn trước, còn hơn sau, nó kêu hoài. Con màu đỏ với con màu xanh. Con trước màu đỏ, con sau màu xanh. Rồi vậy là ok. Đó, khá là ngon luôn rồi. Tắt bếp. Giờ mình nhắc xuống. Giờ mình đầu mình kho cá nha. Ở đây là cá đối nha, cá đối mình đã rửa sạch rồi đó, mình cắt cái chỗ cái bụng nó, mình lấy cái chỗ mặt ra luôn rồi lấy cái mặt ra cho lát nữa cho nó gọi là nó không bị đắng á. Cá này rất dễ kho luôn nha, sạch rồi đó. Mình cũng còn cá như bình thường thôi. Giờ mình sẽ cho đường vô. Không cho đường vô, giờ đầu mình cho lửa lớn lên. Đó, mình quậy cho nó lên màu, mình thắng đường. Quậy liên tục để nó lên lên vàng là được rồi. Bắt đầu nó muốn chuyển màu rồi nè. Nó vàng vàng này nha. Rồi được nào nó lên màu rồi đó. Thấy không, nó lên màu rồi đó. Vậy là ok nha. Mình tắt tắt lửa cho nó còn cái độ nóng á, nó lên là vừa, để quá nó khét luôn đó. Lên màu cái này là ok nha. Rồi mình cho nước vô, bắt đầu mình cho nước vô nha mọi người. Đó, nó lên rồi đó. Cá vô. Bây giờ mình sẽ cho mắm vào luôn cho nó thơm. Mắm. Bột ngọt.
cũng đã có muối rồi, mình cho một ít thôi. Rồi lát nữa mình trước cho nó thấm gia vị. Rồi bắt đầu giờ mình thử con cá đi cho nó săn đều ấy. Rồi, vậy đi. Đỡ vậy đi. Rồi, giờ bắt đầu mình sẽ đâm ớt nha. Nè, đâm ớt với hành mình rải lên phía trên nữa. Làm hành ớt mình bỏ vô. Rồi, cho vào nè. Kho cho nó sắc xuống. Thôi mình cho ớt hành vô bắt đầu giờ mình để cho nó chín cá nha mọi người. Đầu mình sẽ nắp lên đây rồi nha. Chút lát nữa đây món cá kho nha. Đó nó sôi. Ăn lửng xíu mà nó sôi dữ luôn á, tại cái nồi này nó giữ nhiệt á, nó sôi khá là lớn. Đó. Đây là cá đối kho hành ớt nha, nhìn cũng khá là ngon luôn. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ luôn, cảm ơn mọi người nha. Đây là cá nó cũng đã chín rồi nè, mình để cho nó rút xuống xíu nữa, rút nước cho nó cạn cạn xuống xíu nữa mới cắt xuống nè. Đó. Bên đây là cái nồi canh nãy mình nấu nè. Đó. Chín rồi nè mọi người. Đó, bây giờ nước cũng đã cạn nha mọi người, nó nhìn khá là ngon luôn. Đó, bây giờ mình chuẩn bị mình tắt lửa nha. Nãy mình nêm nếm đại nhưng mà cũng khá là vừa ăn luôn. Đó. Giờ bắt đầu chắc mình tắt lửa cô chú anh chị. Để miếng nước lát nữa mình ăn, ăn cơm. Chan cơm đó cho nó ngon. Chứ nó cạn quá nó rút hết nước luôn. Từ